nga đã hủy đàm phán hòa bình với nhật nga đã rút khỏi những cuộc đối thoại về hiệp ước hòa bình của thế chiến thứ hai đình chỉ các dự án kinh tế với nhật bản do lệnh cấm vận liên quan đến ukraine nga không có ý định tiếp tục đàm phán với nhật bản về một hiệp ước hòa bình vì không thể thảo luận tài liệu mang tính nền móng với quan hệ song phương trong một bối cảnh một quốc gia công khai thể hiện thái độ thiếu thiện trí và tìm cách gây tổn hại với lợi ích của đất nước chúng tôi bộ ngoại giao nga đã ra thông cáo hôm nay Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình, chấm dứt Thế chiến thứ hai do tranh chấp lãnh thổ xoay quanh quần đảo Kuril do Nga kiểm soát, trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi khu vực này là lãnh thổ phương Bắc. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm ngoái đã nói rằng Moscow và Tokyo đều muốn xây dựng một mối quan hệ hữu nghị, và ông cho rằng thật là khó hiểu khi hai bên chưa ký hiệp ước hòa bình. Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cũng đã thông báo Moscow đình chỉ những cuộc đàm phán về các dự án hợp tác kinh tế với Tokyo tại quần đảo Kuril, đồng thời chấm dứt quy chế đi lại không cần visa với công dân Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định quyết định được đưa ra bởi những hạn chế đơn phương Nhật Bản đã áp đặt với Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine thủ tướng nhật bản fumio kishida đã tuyên bố loạt biện pháp cấm vận vào moscow bao gồm việc cấm phát hành trái phiếu của nga tại nhật đóng băng tài khoản ngân hàng của một số cá nhân nga và cũng hạn chế người nga tới nhật bản giới tinh hoa và các ngân hàng nga cũng bị nhắm mục tiêu nhật bản hồi tuần trước cũng đã công bố kế hoạch bãi bỏ quy chế tối huệ quốc với nga đối xử tối huệ quốc là một nguyên tắc cơ bản trong thương mại quốc tế của tổ chức thương mại thế giới wto theo đó một nước thành viên phải dành sự đối xử như nhau cho mọi thành viên wto khác không phân biệt nước phát triển đang phát triển hay kém phát triển nếu dỡ bỏ quy chế tối huệ quốc đồng nghĩa với việc mở đường cho nhật bản áp đặt thuế quan với nhiều loại hàng hóa của nga